Hello các anh em, gần một tuần mới gặp lại mọi người. Khoảng một tuần vừa rồi thì mình rất là bận, cho nên là ví dụ như từ về nước hoa hoặc là làm video để mà chia sẻ đến các anh em thì mình không có nhiều thời gian. Nhưng mà đến bây giờ thì mọi cái lại đẹp như trăng rằm rồi, cho nên ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cập nhật thêm cho các anh em một số chai nước hoa mà đã có thông tin là bị ngưng sản xuất hoặc là đã bị chính thức ngưng sản xuất. Thì tất nhiên thì mọi cái nó chỉ là tương đối, không thể đòi hỏi được 100%, bởi vì là mọi người đều đã biết trong cái ngành nước hoa thì những cái thông tin nó rất là bị giữ kín. Đa phần chúng ta đều là khi mà đều phải là nghe ngóng những cái thông tin bên lề, rồi sau đó là chúng ta mới có những cái kết luận. Và nếu như các anh em có lần đầu xem video này của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm Pam Pam subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình hãy ngồi thư giãn và nó xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Hai chai nước hoa đầu tiên hiện nay đang có thông tin bị ngừng sản xuất, đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Prada. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đó là Prada Amber Pure Homme. Đây về bản chất là một chai nước hoa dành cho nam, thế nhưng mình nghĩ rằng do perfumer pha mùi là nữ, cho nên khi mà chúng ta ngửi mùi hương của chai nước hoa này, nó sẽ phảng phất một chút dành cho các chị em nữa, một dạng kiểu unisex với một mùi hương có thể gọi là rất là sạch sẽ, một mùi hương của Shopee, một mùi hương của xà bông rất là sạch sẽ. Giống như là nếu chúng ta vào xem những cái comment miêu tả về mùi hương của chai nước hoa này thì nó có thể giống như chúng ta vào một cái khu plaza hoặc là một cái nhà nghỉ khách sạn nào đấy với một cái mùi hương rất là thơm tho sạch sẽ của xà bông, một cái đại loại kiểu như thế. Đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Rất là thích hợp với cái môi trường văn phòng. Chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng điểm mạnh nhất của nó đó là xịt trong môi trường văn phòng, một cái mùi hương rất là shoppy. Tuy nhiên thì hiện nay đã có những thông tin chai nước hoa này là bị ngưng sản xuất, và trên trang web chủ của nó là của Prada thì hiện nay cũng không có thông tin về chai nước hoa này. Do vậy là mình nghĩ rằng nếu như anh em nào mà có quan tâm chai nước hoa này thì cũng nên nhanh tay nhanh mắt, bởi vì bất kỳ một chai nước hoa nào kể cả đã bị ngưng sản xuất thì không có nghĩa là ngày mai toàn thế giới không còn sự hiện diện của nó, mà nó sẽ vẫn còn trường tồn khoảng 4-5 năm tùy theo sức mua của thị trường. Có những chai thậm chí đã bị ngưng sản xuất gần 10 năm, thế nhưng ở một số những cái thị trường nó vẫn còn hàng. Do vậy thì Prada Amber Pure Homme, nếu như anh em nào đang muốn tìm hiểu thì anh nhanh tay nhanh mắt. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai thì mình cũng có, thế nhưng mà mình tìm mãi mà không thấy, cho nên thôi mình để hình ảnh ở đây để miêu tả cho các anh em. Đó là Prada Luna Rossa, một mùi hương mình cũng rất là thích của nhà Prada, với một sự kết hợp giữa oải hương, một chút tiêu tạo nên theo một cái phong cách fresh spicy, một chút cay nồng nhẹ. Và tất nhiên rồi, nó cũng là một cái mùi hương rất là nhẹ nhàng, rất là nam tính, và nó vẫn là theo một cái phong cách rất đặc trưng của Prada, văn phòng nhẹ nhàng và thanh lịch. Tất cả ví dụ những cái dịp nào mà ở trong một phạm vi không gian hẹp đó thì chúng ta sử dụng mùi hương của Prada luôn luôn là một cái sự lựa chọn rất rất là tốt. Có một cái điều kỳ lạ là chai nước hoa này nó lại không được quá là phổ biến ở thị trường Việt Nam. Thực tế là kể cả từ ngày xưa khi mình bắt đầu mình tìm hiểu về nhà nước hoa này thì Prada Luna Rossa cũng không phải được quá nhiều các anh em chuộng. Tuy nhiên thì do đã có thông tin bị ngừng sản xuất thì mình sẽ bật list ra ở trong video này, đó là chai nước hoa này hiện nay đang trong tầm ngắm là có thể là đã bị discontinue. Do vậy nếu như mà anh em nào mà đang muốn tìm hiểu về chai nước hoa này thì chúng ta cũng nên tham khảo đó. Chai nước hoa thứ ba đó là một phiên bản flanker của dòng Paco Rabanne 1 Million, và nó có tên là 1 Million Privé. Thực tế thì vài năm về đây thì cũng không còn được nhiều các anh em nhắc đến chai nước hoa này. Thỉnh thoảng thì mình cũng có thấy là có người hỏi mình thôi, nhưng mà nó không còn được nhiều. Tuy nhiên thì bởi vì đã có anh em hỏi thì mình nghĩ rằng là sẽ vẫn có nhu cầu, có những người nào cần, cho nên là mình sẽ bật list ra, đó là Paco Rabanne 1 Million Privé. Hiện đã bị ngưng sản xuất. Nói về một chút tông mùi của chai nước hoa này thì nó vẫn là mang những cái nét đặc trưng của những cái dòng sản phẩm Paco Rabanne, đó là
cũng khá là ít bị đụng hàng. Ở chai nước hoa đấy là có sự kết hợp của đậu tonka, mình nhớ là cái đặc trưng tiêu biểu của tonka, một chút ngọt và ngậy. Mình đã từng có chai nước hoa đấy nhưng mà hiện đại thì là không. Mùi hương ngọt hơi ngậy một chút, khá là nếu mà để xịt vào mùa, mình nghĩ rằng nó xịt hợp, xịt vào mùa lạnh đó. Và điểm trên Fragrantica của chai nước hoa này không phải là tệ, 4.2. thì thỉnh thoảng thì mình mới thấy có các anh em hỏi thôi, chứ hiện tại bây giờ thực sự là cái dòng One Million cũng không được, đặc biệt ở Việt Nam là không được quan tâm quá là nhiều, rất là ít các anh em để ý đến cái dòng One Million này. Do vậy là thôi, thế thì mình chỉ nói qua đó là chai nước hoa One Million Privé. Chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm của nữ và đến từ nhà Lancôme, nó có tên là Lancôme Treasure Lanoui. Đây là một cái mùi hương mình thấy rằng là nhà Lancôme có vẻ một số chai có vẻ khá là ưa thích những cái tông mùi ngọt đậm đà giống như kiểu là La Vie Belle. Mặc dù đây là một cái sản phẩm khá đình đám của nhà Lancôme, thế nhưng mà không phải ai cũng có thể thích cái vị ngọt giống như một viên kẹo của La Vie Belle, và Lancôme Treasure Lanoui cũng không phải là một ngoại lệ với của caramel, của vanilla và một chút incense. Nói chung chắc chắn là ngọt rồi, khá là đậm đà. Hiện nay theo như mình nhớ là mình xét trên trang chủ đâu hình như là đã không còn hàng của chai nước hoa này rồi. Tất nhiên thì nó sẽ vẫn còn hàng, các anh em yên tâm là nó sẽ vẫn còn hàng. Thế nhưng về lâu về dài thì là nó sẽ sớm hay muộn thôi, nó sẽ bay màu. Cũng có một bạn đã hỏi và nhận được trả lời của từ hãng đó là chai nước hoa này, người ta trả lời bằng tiếng Pháp, đó là chai nước hoa này hiện đã bị ngừng sản xuất. Do vậy các ông nào mà đang có ý định mua chai nước hoa này để tặng người thân hoặc là như thế nào đấy thì Lancôme Treasure Lanoui đã bị ngừng sản xuất, sớm hay muộn thôi thì là nó sẽ bay ra khỏi trái đất này, đăng xuất khỏi trái đất này. Ok, và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây đó là Lanoui Blow Electric. Sorry các anh, mình không nhớ tên, bởi vì thực tế là cái chai nước hoa này cũng khá là hiếm ở trên thị trường. Tuy nhiên có hai điều mình muốn nói. Đầu tiên về điểm chấm của nó ở trên Fragrantica cực cao, 4.6, có thể gọi là một con số rất là hoàn hảo cho một sản phẩm đến từ line của Lanoui Blow. Và cái thứ hai, đây là một mùi hương được đánh giá rất là cao. Mặc dù mình chưa được ngửi, thế nhưng với những cái nghiên cứu của mình thì mình biết rằng cái chai nước hoa này nó theo một cái thiên hướng tông mùi spicy, một tông mùi cay nồng. Nó được đánh giá rất là cao so với các phiên bản flanker khác của Lanoui. Ví dụ như Lanoui Le Parfum, Lanoui Eau de Parfum thì cái sự không ngon bằng. Tuy nhiên hiện nay thì ở trên trang web chủ của Yves Saint Laurent ở thị trường Mỹ là hiện nay đã bị không còn hàng, out of stock, không còn hàng. Hiện nay thì chỉ còn ở Canada và mình nhớ là ở thêm một web chủ nữa. Tuy nhiên thêm theo như kênh của Jensen đã chia sẻ thì đã có hỏi ở trên web chủ của thị trường Mỹ thì có nhận được câu trả lời đó là phiên bản flanker này hiện nay đã ngừng sản xuất và sớm muộn thì hàng sẽ không còn trên thị trường nữa. Cho nên đấy cũng là một cái mà các anh em nào mà, bởi vì cũng có những em hỏi mình là có chai này không, nhưng mà mình thì mình không có. Tuy nhiên nếu như các anh em nào mà có những cái mối quan hệ và có thể là mua được chai nước hoa Yves Saint Laurent Blue cái gì đây, mình sẽ để hình ở đây, thì các anh em nên cố gắng mua, bởi vì mình nghĩ rằng đây sẽ là một chai nước hoa rất là ngon kể từ sau khi Lanoui Blow Eau de Toilette bị reform một cách tàn nhẫn đó. Thì đấy là cái mình muốn chia sẻ. Thì vừa xong mình chia sẻ mình vừa cập nhật cho các anh em 5 chai nước hoa: Prada Luna Rosa, Prada Amber Pure Homme, Lancôme Treasure Lanoui, One Million Privé và Yves Saint Laurent Lanoui Blow bla bla bla. Đấy là 5 chai nước hoa đã hoặc là có thông tin bị ngừng sản xuất. Thì các anh em cứ cân đối tài chính, mua nhanh cốt gọn để làm sao mà đừng đến lúc nó không còn hàng trên thị trường lại thấy tiếc đó. Thì rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.